mặt viết. Phần thứ nhất là mục tiêu, cô cũng xin không nhắc lại. Phần nội dung, thuốc hành huyết là các vị thuốc dùng để chữa các chứng bệnh gây ra do huyết ứ. Nguyên nhân gây ra do huyết ứ có rất là nhiều, ví dụ do sang chấn này, viêm nhiễm, co mạch, giãn mạch đều dùng thuốc hành huyết để chữa. Tác dụng chung của nhóm này chủ yếu là giảm đau, chống viêm nhiễm, đưa máu tới các nơi để phát triển tuần hoàn mạch hệ. Do có tác dụng làm giãn mạch, do đó mà có tác dụng hạ huyết áp và điều hòa kinh nguyệt. Vị thuốc thứ nhất đó là ích mẫu. Ích mẫu hay tên khác hay là cây chói đèn. Đây là một trong những cây thuốc tác dụng chủ yếu chắc chắn và chắc chắn luôn ấy, đó là tác dụng lên người mẹ. Vậy ích là có lợi, mẫu là mẹ. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ suy ra một số tác dụng sau: chữa hoạt huyết, điều kinh, các chứng rối loạn kinh nguyệt, thống kinh tức là đau bụng trước hành kinh nhé, sang chấn do ngã và mụn nhọt. Liều dùng của vị thuốc này từ 4 đến 8 gam. Vị thuốc thứ hai đó là xuyên khung. Xuyên khung, bộ phận sử dụng là thân rễ phơi khô của cây xuyên khung thuộc họ hoa tán. Vị đắng và tính ấm, tác dụng chủ yếu là hành khí hoạt huyết. Thì cô muốn giải thích với các em một chút là hành khí hoạt huyết, đấy là từ dân gian của Đông y. Còn nếu Tây y mình hiểu nghĩa rộng hơn, đó là có tác dụng là giãn mạch. Chính vì vậy mà ngoài cái tác dụng hành khí hoạt huyết ra thì còn có một cái tác dụng nữa là khu phong chỉ thống, tức là chữa sưng đau các khớp, tiêu viêm, chữa mụn nhọt, hoạt huyết điều kinh. Liều dùng từ 4 đến 12 gam một ngày. Ở đây chúng ta có một cái bài thuốc bổ máu liên quan tới xuyên khung, bao gồm 4 vị như sau: xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược, hay người ta còn gọi là bài tứ vật. Trong phần lý thuyết cô đã nhấn mạnh cho em rồi. Cái phần tiếp theo đó là vị thuốc đào nhân. Đào nhân chính là nhân của quả đào mà ra hoa ngày Tết ấy. Tác dụng của đào nhân ấy là phá huyết thông kinh, chữa thống kinh, sang chấn tụ máu và nhuận tràng, là chữa các trường hợp táo bón. Tạo giác thích chính là gai của quả bồ kết. Các em lưu ý nhé, tạo giác thì là quả bồ kết này, thêm từ thích tức là diện gai của quả bồ kết. Đây là một trong những vị thuốc được sử dụng là cắt khô từng đoạn từ 2-3 cm, sau đó là phơi khô sử dụng thôi. Tác dụng chủ yếu là chữa bế kinh, thống kinh, sung huyết do sang chấn mụn nhọt và chữa dị ứng. Liều thấp thì có tác dụng là bổ huyết, khoảng là từ 4 gam thôi. Còn liều cao là 12 đến 16 gam thì có tác dụng là hành khí và thường lấu thành cao để sử dụng. Vị tiếp theo đó là ngưu tất, hay chúng ta còn gọi là rễ phơi khô của cây cỏ xước, hay là cây ngưu tất thuộc họ rèn. Cây này thì rất hay mọc ở các triền đê này, hoặc là cái vùng đồi. Khi mà ra hoa già ấy, thì nó có rất nhiều cái phần xước, có thể xước vào quần của chúng ta mỗi khi chúng ta đi qua, và thân của nó là màu tím. Tác dụng là hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, chữa đau lưng và đau khớp, ngoài ra chữa thống kinh và đau bụng kinh. Vị đan sâm, vị thuốc đan sâm, bộ phận chủ yếu của để sử dụng là vỏ rễ của cây đan sâm. Đan có nghĩa là đơn, là đỏ, vì cây sâm này có rễ màu đỏ. Bộ phận sử dụng là rễ của cây. Tính vị đắng, hơi lạnh, tác dụng hoạt huyết, điều kinh, chữa đau khớp, đau dây thần kinh do lạnh, đau vai gáy cấp, cơn đau do khí trệ và đau dạ dày. Và ngoài ra có tác dụng chữa mụn nhọt. Liều dùng của đan sâm thì cao hơn một số vị như chúng ta vừa hướng dẫn một chút, đó là có thể đến 20 gam. Hồng hoa. Hồng hoa thì dùng hoa phơi khô của cây hồng hoa, tác dụng là chữa bế kinh, thống kinh, chữa sung huyết do sang chấn và mụn nhọt. Tô mộc là vị thuốc thuộc cái nhóm thuốc mà có tác dụng mạnh hơn một chút, người ta gọi là vị thuốc phá huyết ấy. Bộ phận sử dụng là dùng gỗ của cây gỗ vang thuộc họ vang, tác dụng chữa thông kinh, hoạt huyết, chữa bế kinh, thống kinh. Ngoài ra còn có tác dụng chữa sung huyết do sang chấn, chữa viêm dây thần kinh. Khi mà chúng ta đun nấu vị này lên, nó có nước màu vàng giống như rượu vang ấy. Lấy tên ngay ghi cái vị thuốc này là cây gỗ vang, hay người ta gọi là cây tô mộc. Vị thuốc tiếp đó là ớt kim, là rễ củ của cây nghệ phơi khô thuộc họ gừng.
tác dụng là hoạt huyết điều hòa kinh nguyệt, chữa cơn đau dạ dày do khí trệ. Thì ở đây chữa cơn đau dạ dày các em lưu ý là bất kim thì người ta không sử dụng cả củ để ăn đâu, người ta có là phơi khô này, tán bột nhỏ. Và khi ăn thì thường người ta cho một thìa mật ong vào để dễ nuốt, bởi vì là cái bất kim này rất là đắng. Và thường là ăn một thìa cà phê thôi ạ, cái bột bất kim này trước khi ăn cơm. Các em lưu ý là hướng dẫn cho bệnh nhân là cách sử dụng như thế. Ngoài ra còn có tác dụng chữa ăn thầm do sốt cao. Vị thuốc tiếp đó là vị thuốc trần bì, vỏ của quả quýt già ấy. Vỏ của cây quýt già thì có tác dụng là chữa cơn đau do co thắt đại tràng khi bị lạnh, kích thích tiêu hóa, chữa ho và long đờm. Chúng ta không có vỏ của cây quýt già thì các bạn có thể dùng vỏ của một số loại cam già cũng được. Vỏ quýt non phơi khô thì còn gọi là thanh bì, còn vỏ quýt già chúng ta gọi là trần bì. Vị thuốc tiếp đó là hương phụ, hay chúng ta gọi là củ gấu chứ không phải là củ ấu đâu nhá. Thì đây là một vị thuốc mà mọc ở hoang và cái chiều cao của nó khoảng từ 2 đến 3 cm thôi. Khi mà các bạn ăn cái củ này nó có vị cay và tính rất là hắc. Nhưng hiện nay chúng ta di thực về các địa phương thì nó trồng ở các ruộng được chăm bón rất là tốt. Thì cái củ này trước kia khi chúng mọc hoang thì bé bằng khoảng đầu ngón tay út, nhưng bây giờ có thể to bằng ngón tay cái. Chính vì vậy mà các em nhìn ấy, cái củ này là đã được to như thế, cho nên là khi mà bào chế là chúng ta phải thái lát ra để cho nó dễ sử dụng. Thì hương phụ thì ngoài cái tác dụng là kích thích tiêu hóa ra thì còn có một cái tác dụng nữa là chữa khí trệ ở tỳ vị đấy, và chữa các cơn đau do co thắt đại tràng khi bị lạnh. Trên đây là cô đã giới thiệu xong cho các em cái nhóm thuốc.